Somoviet.vn bán ít đơn quân rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 50%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Chào mừng các bạn trở lại kênh bài môi vịt, và hôm nay mình sẽ chơi Dasi. Và Dasi vừa được giảm sức mạnh xong à, thế thì còn khỏe hay không thì cùng theo dõi môi Việt trích 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 cùng Dasi nhá. À, với cái du hành thứ nguyên thì các bạn có thể trích siêu đau, chỉ cần kích hoạt chiêu một lên bò một phát nhất dương chỉ là có thật anh em ơi. À, nếu các bạn muốn trích đau hơn thì thời điểm đầu game thì mình khuyên anh em lên cái giải phù thủy, các bạn có nhiều xuyên giáp phép hơn. Và cái phần bảng ngọc rất nhiều xuyên giáp phép thì các bạn thấy đấy, cực kỳ đau. Dasi đi gank rất là mạnh anh em ơi. Ở khi mà đi gank có gần đầy nội tại, đi ngang qua những con rơi anh em nên đánh đầy nội tại này. Đấy, bây giờ thì xuống này. Ôi, hơi mượn sorry nha. Bạn phối hợp không ăn ý rồi nhưng không sao. Với một combo của Dasi không thể chạy thoát được. Nhưng mà nếu có voi hay là cái găng tay hải thần thì cũng có thể chạy được đấy. A hi ấy 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 thôi anh ơi. Người Vương ơi, cứu mình cứ đinh đắc né. Rồi. Ê dạ, thuyền Vương đi dừng là có thật à. Ghê quá cậu ơi. Về bà ơi, không bắt được thuyền Vương đâu. Hay, ăn được già không? Già lấy công, choáng liên tiếp hai phát. Rồi mà thậm chí là cờ đích đắc lên bảng đối số. Rất may là anh em thấy đấy, đánh nhau vỡ đầu ở mid thì mình không sẽ không ra mid nha. Nếu mình ra mid thì sẽ là sai, bởi vì lên tà thần này thì bạn đẩy rất là cao, và nếu mà mình không ra thì chắc chắn là mất trụ. Nhiều khi là anh em không phải là cái đường mình đi đâu, nếu mà đồng đội ở đường mình rồi thì mình phải đi ra đường của đồng đội để thủ nha các bạn ơi. Rồi Dasi đến đây, Si đến đây rồi, voi này rồi, bây giờ là whip dính chiêu cuối rồi thì ai cứu bạn nữa đây. Lên bản số là cái chắc rồi, chạy đi đâu hả con sâu. Thì vẫn phải công mông mà chạy thôi. Đó là gắt, đánh nhau rất là vui anh em ơi. Đánh Dasi cần những gì để các bạn phát huy tối đa chất tướng thì hôm nay tất nhiên là môi Việt sẽ trình bày với anh em rồi. Đầu tiên là trang bị và phù hiệu, các bạn có thể theo dõi bên dưới như mọi khi nhá. Còn bảng ngọc của Dasi thì anh em dùng như sau này, các bạn dùng bảng ngọc của Zeal hay Quyền Vương đều rất là ok. Zeal Quyền Vương thì chúng ta dùng ngọc như sau này, ngọc đỏ là ngọc công phép xuyên giáp phép. Ấy dạ, mình xin. Và ngọc tím các bạn sẽ sử dụng bảng ngọc là tốc đánh tốc chạy 1%, 5 viên và 5 viên không ngọc phép. Ngọc lục là tốc đánh và xuyên giáp phép nha. Đó, bảng ngọc của Zeal và Quyền Vương rất là hay. Chạy đi đâu dính chiêu cuối rồi. Dạ ơi là dạ, nhất dương chỉ một phát chơi luôn. Ok, lấy nhiều lợi thế quá các bạn ơi. Hai trụ cái đường tà thần rồi. Một trích, hai trích. Đau chưa? Cái tội lúc bụi cơm sờ bô mình kiểu gì nó cũng phải bị trả thù ngọt ngào đấy. Đây là mình đã đến này, đặt chiều cuối của mình này. Trích phát đặt chiều cuối, chính cả đôi rồi. Hết chiều, chạy đi đâu. Mặc dù Dasi bị giảm sức mạnh về cái hồi chiêu của dung ảnh thú nguyên ở thời điểm cuối game, các bạn tăng lên 1 giây và cái ma trận thú nguyên cũng tăng hồi chiêu lên mấy giây, nhưng mà mình thấy Dasi vẫn rất là mạnh. Mặc dù anh em có thể là đi rừng hoặc là các bạn đi mid đều rất là ok nhá. Cái chiêu cuối khống chế vô cùng bá đạo. Team bạn phải pick cái con voi, mà pick con voi anh em ơi,
Void bây giờ được, hầu như là một con tướng mà rất ít anh em chơi, bởi vì rất nhiều bạn cho rằng Void là một con tướng phế vật. Mà Void được click nắc thôi gì tắt điện đúng không? Void chỉ khắc chế được Darcy cái chiêu cuối thôi. Có thêm trụ nữa rồi. Combo của Darcy rất đơn giản nhá, nếu anh em nào chưa biết thì mình sẽ trình bày ngay sau đây. Đầu tiên anh em dùng chiêu 1 trích một phát, sau đó anh em đặt chiêu cuối. Đặt chiêu cuối xong thì các bạn sẽ đợi một chút xíu nha. Tầm 1 giây sau, hơn 1 giây sau các bạn dùng chiêu 2. Rồi sau khi dùng chiêu 2 anh em tái kích hoạt chiêu cuối. Rồi các bạn tiếp tục kích hoạt chiêu 1 và đánh thường để combo gọi là giàu đam nhất của Darcy. Không thì anh em dùng chiêu 3 trước, sau đó anh em dùng chiêu 2 và chiêu 1 để đánh thường nha. Bây giờ các bạn quên cái chuyện là đặt chiêu cuối sau đó bỏ chạy đi nha, bởi vì các bạn sẽ không thể tái kích hoạt được chiêu cuối nữa đâu. Thành ra là cái chiêu cuối chuyên để tấn công tứ địch thôi. Ôi rồi xong xong cái Joker rồi. Trích nhẹ phát. I am Darcy. I am bad. I am bad trick. Trích cực kỳ đau các bạn ơi. Cực kỳ thổ luôn. Uầy, đâm sâu đấy nhở. Cực kỳ húng hiu từ pha băng trụ của Zephyr. Mà cái kết anh em ơi, thường là đâm sâu không dễ thể rút ra nổi đâu. Bình tĩnh nha, thì hiện tại thì mình đang có lợi thế là thể lính rất là tốt này. Darcy giờ nó chỉ thốn lắm, sao bạn biết? Mình vẫn chỉ thốn nhưng mà đây nhờ. Cái chiêu cuối của con voi đấy, các bạn thấy chưa? Thực sự là mặc dù đâm sâu nhưng câu nói của Zephyr thì Zephyr là cũng rất là chuẩn đấy, mình trích cực kỳ thốn. Quyết to win, kkkk. Đây là được đồng đội gánh trong truyền thuyết đấy. Farm sạch rừng thì bạn ơi, bạn đã mất bùa đỏ rồi. Nếu anh em lên thêm cái trượng bùng nổ nữa thì thực sự là sẽ là siêu đau từ phát trích đầu tiên của Darcy. Xuyên giáp phép có từ bảng ngọc, có từ phù hiệu và có từ cái món giày sẽ giúp các bạn có một cái cây. Nếu bình thường là như thế là chết rồi, nhưng mà trận này thì bạn có voi. Ơi quyền vương đâu ấy nhở? Ơi ích ích ui hai phát rồi các bạn ơi, toàn bị quyền vương đấm đá như phim trường Hồng Kông mà bạn đấy là toàn đấm vào mông không trượt phát nào. Không hiểu là bạn là nước bụi rồi đấy như nào, nghe thấy chưa? Quyền vương lướt bụi cực kỳ ghê với combo. Nhất là quyền vương đi rừng, các bạn lấy lên thêm cái món đồ là gươm Loki. Gươm Loki thì sẽ giúp combo quyền vương nó cực kỳ đau. Combo của quyền vương thường có một phát đánh thường ở nội tại. Đấy sẽ kích hoạt cái nội tại của gươm Loki. Cực kỳ thốn đấy các bạn ơi. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Xin đến đây, xin đến đây rồi. Xin đến đây rồi. Xin đến đây rồi. Ôi. Không chết ai cả. Không dám xài chiêu cuối lên với team bạn quá đông, nhưng mà khi đồng đội đến rồi thì lên luôn anh em ơi, super phao. Ôi dạ, team bạn chơi đều hết rồi nhỉ. Không biết ai đấy, ơi đừng đuổi đuổi dí bạn ơi. Ôi không được rồi, không được rồi. Thôi, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Phát nhẹ, wow, gần chết cụ ít hít kìa. Bây giờ mình trích là đau cực kỳ rồi đấy. Công về nè, kinh thường nhất dương chỉ nè. Lên bảng nè. Darcy ăn hết, Darcy nó được, trận này Darcy nó được. Cái trụ chia thì chắc là một phát trích của chương 1 là xong thôi. Và ba đường Mega là không có cơ hội cho team bạn luôn. Ở trận đấu này thì mình có Alice và anh em ơi. Tập hợp nào các bạn ơi.
Đó, một phát chiêu 1, chiêu 2, vòi gần lên bàn đối số luôn. Vậy thì Whip với Ignite thì chịu sao nổi đây? Tính chiêu, tốc biến, không chạy được đâu. Không có voi, bạn dám hổ báo như vậy trước mặt Darcy à? Voi là một phát trích là 1/3 cái máu nhé. Ôi anh voi, thôi anh voi ơi, hay quá, cảm ơn Alice nha. Kinh thật đấy các bạn ơi. Lâu thẳng vào và quẫy liên tục. Cái này chỉ sợ quyền vương nước bụi thôi, không sợ gì đâu anh em ơi. Đây là một phát chết này anh em ơi. Ê bạn ơi, ôi kìa. Ghê quá, ghê quá, ghê quá. Ai giữ ít đi. End game luôn kìa. Ok, và video clip mùa Việt trời Darcy. Darcy giảm sức mạnh mình thấy là vẫn mạnh cực kỳ nha. Xin chào anh em và các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.